Ok em mày đi, em làm đi. Đúng rồi, em dở một cái thanh lên. Thế đặt đặt thân ở dưới chưa? Đặt thân ở dưới á? Em đặt cái thân ở dưới chưa? Đặt thân ở dưới đi đã. Máy này ở dưới này á? Cái thân váy ấy. Như này á? Cái thân váy cơ mà, trời ơi. Em dở một lớp đây. Dở cái lớp kia, dở lớp nữa lên. Cái lớp cuối đầu tiên. Rồi đấy, em đặt cái thân váy lên. Em định hình, em vẽ hình vào đấy, em vẽ cái hình vị trí của em muốn vào đấy. Xong thế thì em biết rồi, thôi anh nhá. Ôi trời ơi. Đấy, xong là cái chỗ đấy đặt thanh cơi. Cái hai cơi này em chỉnh cái kim ấy, cái kim với lại cái lỗ ti ấy, cái lỗ mặt nguyệt ấy. Cho nó chính giữa nhá, đừng để nó lệch nhá, lệch nó sẽ bị to bé. Mới lại khi may em ấn cái thanh cơi xuống. Vâng, biết rồi. Ừ. Thôi nha anh nhá, em tưởng là có hai miếng nhưng bây giờ mới nhìn thấy nó có ba. Trời ơi. Con này nó bị điên đấy. Ok nhá, thế làm đi nhá em ơi. Đấy khổ quá các bạn ạ. À, mình vừa mới hướng dẫn từ xa qua Zalo cho các bạn khi mà mua gá bên mình mà chưa biết cách sử dụng hay là chưa biết cách may nhé các bạn nhé. Anh em nào cần cứ gá thì cứ liên hệ mình qua số điện thoại 0985816120 nhé các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo nhé.